Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ở trong video ngày nay như tiêu đề thì Dũng vừa cập nhật một số các dòng loa Bose 701 phiên bản 2 lỗ hơi. Đây là những sản phẩm do bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn trực tiếp từ Mỹ về nguyên bụi trời Tây, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Chúc mừng quý vị và các bạn là những sản phẩm, những cặp loa Bose 701 2 lỗ hơi. Đây là một sản phẩm rất nổi tiếng trên thị trường đồ second hand. Anh em thường mệnh danh là vua của tiếng bass và dòng này cho tiếng bass cực kỳ uy lực. Trong dịp này thì Tiến Dũng cũng phục vụ với mức giá đặc biệt ưu đãi. Ngày nay thì Tiến Dũng cũng tiếp tục cập nhật các dòng loa Bose như là 901, như là Pioneer HBM100 và các dòng loa siêu trợ lời của thương hiệu Bose rất nổi tiếng. Tháng Tết này thì Tiến Dũng có chương trình khuyến mại tặng theo một cặp dây loa Pro End của Italy trị giá 800.000 cho những đơn hàng trên 10 triệu. Những đơn hàng từ 5 triệu đến 10 triệu thì Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp dây AV Pro End của Italy, hàng của Ý xịn. Món quà này trị giá 500 thì Dũng sẽ tặng kèm cho những đơn hàng từ 5 triệu đến 10 triệu. Video ngày hôm nay cũng sẽ rất đặc biệt thì Dũng sẽ sale giảm đến 2,5 triệu cho mẫu loa Bose 701 phiên bản 2 lỗ hơi. Thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về mẫu loa này. 701 phiên bản 2 lỗ hơi nguyên bụi trời Tây. Ngay sau video này thì tôi sẽ lau dọn sạch sẽ và phục vụ quý vị và các bạn với tình trạng tinh tươm đẹp hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn đều biết là với những sản phẩm này là những sản phẩm của thương hiệu Bose, hàng Mỹ và được sản xuất tại Canada. Mẫu loa này đã ra đời vào khoảng những năm 1992-1995. Tuổi đời của nó cũng khá cao rồi, tuy nhiên thì Tiến Dũng vẫn được các bạn hàng tuyển chọn ưu ái hạng A. Đây quý vị và các bạn sẽ thấy hàng của Tiến Dũng nó rất đẹp. Mẫu loa này sử dụng hai loa bát súp loại 20cm, một loa mít giấy loại 16cm và hai loa chấp giấy loại 6cm. Bộ lọc được trang bị đến 5 bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Công suất cực đại của những mẫu loa này lên đến 400W trên một thùng trở kháng 8 ohm. Nó vô cùng mạnh mẽ. Mẫu loa này sẽ phù hợp cho việc nghe nhạc, kết hợp hát karaoke gia đình, phù hợp cho các không gian lớn tầm trên dưới 40m2, quý vị sử dụng là vừa. Những mẫu loa này thì khi quý vị và các bạn đầu tư sẽ tiết kiệm được một chiếc loa subwoofer, bởi vì dòng này cho tiếng bass rất tốt rồi. Chúng ta sẽ tiết kiệm được một cục loa siêu trầm. Mẫu loa này với mức giá thông thường, mức giá làng khoảng 25 triệu. Mức giá thông thường thì Dũng phục vụ là 24 triệu. Video này thì Dũng sale giảm đến 2,5 triệu cho mẫu loa Bose 701 phiên bản 2 lỗ hơi. Mức giá chỉ còn lại 21 triệu 500. Chỉ 21 triệu 500 cho một cặp loa siêu phẩm của thương hiệu Bose, hàng bãi về trực tiếp từ Mỹ. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn cam kết đây là hàng chính hãng, hàng bãi xịn và cam kết tất cả đều zin nguyên bản, tuyển chọn rất kỹ lưỡng, series trùng số đúng cặp. Tiến Dũng là sẽ miễn luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển của những cặp loa này đi các tỉnh khoảng dao động từ 400 cho đến 700 ngàn tùy theo xa gần. Đây là một dịp rất đặc biệt để quý vị và các bạn sở hữu mẫu loa Bose 701 phiên bản 2 lỗ hơi, được mệnh danh là vua bass, với mức giá đặc biệt ưu đãi và phần quà tặng vô cùng hấp dẫn, một cặp dây loa Pro End của Italy cho những cặp loa Bose 701 phiên bản 2 lỗ hơi, hàng Mỹ nguyên bụi trời Tây. Ngay sau video này thì Tiến Dũng sẽ lau dọn sạch sẽ tinh tươm để phục vụ quý vị và các bạn với tình trạng đẹp hơn rất nhiều. Và nhân đây thì cũng xin thông báo đến quý vị và các bạn những đơn vị vận chuyển như là Viettel, như là Bưu điện chỉ làm việc là tiếp nhận hàng hóa cho đến hết ngày 18 âm lịch. Qua thời gian trên thì các đơn vị này sẽ không vận chuyển nữa. Cho nên với những anh em đã có kế hoạch mua hàng thì chúng ta hãy nhanh tay liên hệ sớm để chúng ta có đồ chơi giải trí âm thanh trong mùa Tết này. Tiếp theo trong video này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai mẫu loa lời. Đây là hai mẫu loa được bán chạy nhất của thương hiệu Bose, hàng second hand. Đó là mẫu loa lời Bose Cooper Series 2. Anh em thường gọi là loa Bose loa tay chỉ đỏ hay là loa lời chỉ đỏ, bởi vì ở đây có hai cái đường sọc màu đỏ rất đẹp, phong cách giống như là Bose 301 AV monitor cũng có chỉ đỏ. Mẫu loa lời Bose Cooper Series 2 hay chúng ta gọi là loa lời chỉ đỏ, đây là loa toàn giải, có cấu tạo là hai cái loa toàn giải loại 8cm trên một thùng như thế này, và mỗi một cái như vậy chúng ta có thể xoay qua xoay lại được, hai cái như vậy là một cặp với công suất là 80W trên một thùng trở kháng 8 ohm. Loa này chúng ta có thể hỗ trợ tiếng trung âm, hỗ trợ tiếng lời, hỗ trợ tiếng chép cho các dàn âm thanh. Đặc biệt là với những anh em đang sở hữu những mẫu loa Bose 701 này thì tiếng bass rất tốt, cho nên chúng ta nên có thêm một cặp loa Bose
loa lời thì âm thanh sẽ tốt hơn rất nhiều. Mức giá Tiến Dũng đang phục vụ sản phẩm này với mức giá rất ưu đãi, chỉ 3.200.000. Trong đợt này thì Tiến Dũng đang có khuyến mại đặc biệt dành tặng cho các sản phẩm này là một cặp tụ cản lời của Đức. Món quà này trị giá 300. Tụ cản lời này sẽ có nhiệm vụ là cắt bớt tiếng bass và lấy ra tiếng trung âm cũng như là tiếng chép sạch sẽ hơn, trong trẻo hơn. Và nó sẽ xử lý luôn vấn đề ôm, cho nên chúng ta có thể đấu vào bất cứ hệ thống loa, hệ thống âm ly nào cũng được. 3.200.000 cho một cặp loa Bose Cooper Series 2. Tương tự như vậy là Cooper Series 3 có cấu tạo tương tự, công suất tương tự, 80W trên một thùng trở kháng 8 ohm. Hai cái như vậy là một cặp, chúng ta có thể xoay qua xoay lại được như thế này. Cooper Series 3 với mức giá 3.600.000 tặng kèm theo cặp tụ cản lời của Đức. Với những anh em sử dụng những cặp loa nghe nhạc như là các dòng loa Pioneer, loa Sennheiser, loa JBL để sử dụng chuyên nghiệp nghe nhạc mà muốn hát karaoke thì chúng ta khi có một cặp loa lời nó sẽ có âm thanh tốt hơn rất nhiều. Tiếp theo phía trên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa Bose 901 cũng vừa được cập nhật ngày hôm nay. Đây là mẫu loa Bose 901 Series 5. 901 là một model rất nổi tiếng của thương hiệu Bose. Trong thời gian vài tháng đổi lại đây thì mẫu này khá hiếm trên thị trường. Cặp loa này về với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp, thùng gỗ lạng màu vàng và lưới vải bố cước, nó rất đẹp. 901 sẽ bao gồm là một cái loa toàn giải phía mặt trước và 8 cái loa toàn giải phía mặt sau. Đây là dòng loa cao cấp của thương hiệu Bose, chuyên nghiệp để sử dụng nghe nhạc. Chúng ta cũng có thể kết hợp để hát karaoke được. Phía trên này là một cục Acti đi theo của nó. Chúng ta có thể gọi là Acti Equalizer hoặc là gọi là cục lọc của 901 Series 5. Chọn bộ như vậy với mức giá thông thường thì Dũng phục vụ là 19 triệu. Và trong đợt hàng này cũng vô cùng đặc biệt thì Dũng sale giảm 2 triệu, mức giá chỉ còn lại 17 triệu. Chỉ 17 triệu cho cặp loa Bose 901. Đây là một cơ hội, một dịp rất tuyệt vời để quý vị và các bạn sở hữu sản phẩm cao cấp với chất lượng được đảm bảo và với mức giá đặc biệt ưu đãi kèm theo phần quà tặng là một cặp dây loa Ý. Phía dưới này là mẫu loa Pioneer hay còn đọc là Pioneer, Pioneer HPM100 phiên bản 200W. Trong đợt này thì Dũng cũng đang sale với mức giá rất tốt. Mức giá thông thường của sản phẩm này thì Dũng phục vụ là 25 triệu. Và trong đợt này thì Dũng phục vụ với mức giá ưu đãi hơn rất nhiều, chỉ 23 triệu sản phẩm này. Quý vị và các bạn sẽ nhận ngay phần quà tặng làm cặp dây loa Pro N của Italy cho tất cả những đơn hàng có giá trị giao dịch trên 10 triệu. Trong những video tiếp theo thì Tiến Dũng sẽ test và giới thiệu chi tiết đến quý vị và các bạn về sản phẩm Pioneer HPM100. Các mẫu loa Bose như là 301 Series 2, vỏ màu vàng, mức giá thông thường 10 triệu, sale giảm 1 triệu còn 9 triệu. Các mẫu loa như là 301 AV Monitor trong đợt này với mức giá cũng rất đặc biệt, chỉ 14 triệu trên một cặp. Những mẫu loa 2-in-1 chúng ta có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke dòng kiểm âm cao cấp của thương hiệu JBL cũng đang có mặt ở đây. JBL 4425 Studio Monitor Bass 30 với mức giá trong đợt này cũng vô cùng đặc biệt, chỉ 32.500.000. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị hãy nhanh tay liên hệ với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để đặt những sản phẩm mà mình quan tâm với chất lượng được đảm bảo bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn và với chương trình ưu đãi về giá và ưu đãi về quà tặng đặc biệt trong dịp Tết này. Chương trình khuyến mại quà tặng sale giảm giá này sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 23 Tết. Hết thời gian trên thì Tiến Dũng sẽ không còn áp dụng chương trình này, mức giá này, ưu đãi này nữa. Quý vị và các bạn lưu ý. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.